hôm nay tụi chị may mắn gặp anh Đăng Kiều với mọi người, một người anh nha mọi người. Thì anh này là anh hát cho chùa luôn hả? Đúng rồi, anh là vừa trải dịch vụ khai hát cho chùa, cũng như là anh làm về bên cái bán những gói mà internet. Ví dụ như em này nè, nếu như em muốn mua là anh sẽ dùng những cái gói cho em để chạy nhanh mà không có giới hạn. Cái này đây luôn, rất là phù hợp cho em. Thì là em là làm bên YouTuber đúng không? Dạ, đúng thì em đi quay ra cái cảnh đời của Như Ý. Đúng rồi, thì cái cảnh chùa đây thật sự rất là. Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Thụ đã có mặt tại chùa Như Ý. Chùa Như Ý thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cho mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ có chuyến tham quan chùa Như Ý cùng người anh của mình, anh Hoàng Huy nha mọi người. Đây là anh Hoàng Huy. Thì mình và anh Hoàng Huy đã có một chuyến xe đi cũng khá dài để đến được chùa nha. Đây là anh Hoàng Huy nè mọi người. Hello mọi người. Đây. Thì mình đã có mặt ở tại chùa Như Ý nha mọi người, một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng tại Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây. Đập vào mắt mình là một ngôi chùa rất là to nha mọi người, rất là hoành tráng nha mọi người. Mọi người thấy không, phía sau tụi này rất là to luôn, ngôi chùa rất bự luôn. Mình thì thích đi chùa lắm nha mọi người, rất là thích đi chùa. Hôm nay anh có lời mời của anh Huy rủ mình đi chùa, mình đi liền. Đây là ngôi chùa tên là Như Ý nha, của Bà Rịa nè. Đập vào mắt mình thì lúc này nè, mọi người thấy không? Phật nè, ở sau có cái cây ngựa bự á, nhìn đẹp quá trời, nhìn uy nghi, bố cục sắp xếp rất là đẹp đó mọi người. Mình nhìn nhé. Rất đẹp luôn, không phải không mọi người? Thấy không? Ở phía sau vị Phật là cái hòn Nam Bộ nha, thác nước hòn Nam Bộ nha. Rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Thấy không? Xanh mát, tất cả mọi thứ đều rất ok. Mình quay phía sau từ giờ như thế nào. Đây quả thật là một cái hồ cá luôn mọi người. Để xem có cá trong đây. Được lọc lên mọi người, tưới phun lên mọi người. Có cá trong đây nha mọi người. Có cá nha. Rất là đẹp luôn. Người thấy không? Nước khát nước. Ở phía bên kia là chùa nha mọi người. Tổng chùa rất là lớn nha. Như Thụ thì Thụ không có kiến thức về Phật pháp nha mọi người. Mọi người thông cảm cho Thụ ở vấn đề là Thụ không có nhiều kiến thức về Phật pháp. Nên Thụ không nói được nhiều về những cái am hiểu về chùa chiền Phật pháp như những video trước đây cũng đã từng chia sẻ như thế rồi. Thụ chỉ là một cái người gọi là em vui á mọi người, thích đi đây đi đó, thích khám phá mọi thứ, nên muốn chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Đi đây đi khám phá những cái chùa hay là khám phá một cái địa điểm ăn uống nào đó, cái kiểu như Thụ là như thế nha mọi người. Chứ mình không có nhiều kiến thức Phật pháp nên khi trong video mình khi mình nói sai nhiều thì mọi người nhớ thông cảm cho Thụ nha. Thì cũng có thể là comment ở trong những cái video của Thụ để Thụ chỉnh sửa lại những cái sai của Thụ nha. Những cái sai trong video của Thụ. Cảm ơn mọi người nha. Thì chùa lúc này thì cũng có rất là nhiều người tham quan nha mọi người. Mọi người chùa cũng có nhiều
bạn tới đây chụp hình đồ các thứ. Giang Tiểu Anh Huy anh bên kia anh đang anh Huy bên kia anh cũng đang tâm sự hay là đang review chùa. Anh Huy thì kiến thức về chùa nhiều hơn mình nha. Đây mình đi vào trong gần hơn một chút. Các vị Phật nhà mưa. Các vị Phật này là bằng đá nha mọi người. Các vị Phật này là bằng đá nha. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đẹp quá. Là bằng bằng đá nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là ba vị Phật làm bằng đá nha mọi người. Thì mình không có rành về Phật pháp nhiều nha, mình khẳng định với mọi người luôn. Nên là mọi người biết tên ba vị Phật này nhớ comment cho mình biết nha. Mà thì không biết, đó là cái khuyết điểm của bản thân mình. Mình nên học hỏi nhiều hơn nha. Đây coi sân điện lớn của chùa nè mọi người. Đó, anh Huy anh cũng đang quay ở đây nè. Mình đi chụp hình. Trời lúc này cũng đang mưa nha. Đây là sảnh điện, sân khấu luôn mọi người. Một trời cũng đang lấp rắp mưa nha mọi người. Đây. Ồ trời mưa lớn rồi mọi người à. Trời mưa lớn luôn rồi mọi người. Trời mưa khá lớn rồi, mình mà phải đi vô trong đây để khám phá tiếp luôn. Đây là phía bên trong nha mọi người. Này mưa cũng khá lớn nha mọi người. Trời cũng mưa khá lớn rồi đó. Mình rong rủi nè, ướt hết mọi người. Ở đây có cái chuông nè mọi người. Đó, chuông thì màu đen nha mà. Này chắc bằng đồng mọi người, mình đoán thôi. Mình không biết nha, mình đoán thôi. Mình sẽ đọc lại nè. Nghe chuông, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông phiền não tân mây khói à tan mây khói lỗi mọi người nha. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an, miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông. Cái này là nuông chuông như nương chuông ta. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Rất tuyệt vời không mọi người, rất tuyệt vời nha. Tại vì cái chuông người ta cũng sơn á, là mình không có đọc rõ chữ cho mọi người nên mắt mình cũng hơi bị cận, cũng không thấy. Có thể mình cũng nói là mình đọc chữ dở luôn cũng được nha mọi người. Đây là mọi người, chùa Như Ý nè, thuộc thôn Tân Châu nè, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha mọi người. Đây là địa chỉ của chùa nha mọi người. Đó, đập vào mắt chúng ta thì chúng ta thấy là gỗ nha mọi người, cửa gỗ nha, chất lượng mọi người ha. Mình thì cũng thích cho cửa gỗ nữa, ước gì sau này có tiền mua nhà xây nhà có gỗ cửa gỗ. Phía trong đây là một cái Phật, như mình được biết đây là Phật Tổ Như Lai nha mọi người. Đây là mọi người Phật Tổ Như Lai nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nằm giữa chánh điện nha mọi người.
trong là Phật tổ Như Lai nha mọi người. Đó, mình cảm thấy ở trong đây rất là mát nha. Đây, vị trí này chắc là vị trí thông thường là làm lễ, là tụng kinh rồi nha mọi người. À, mình nghĩ là vậy, mình nghĩ là vậy. Tại vì mình hồi đó giờ cũng chưa được tham gia những cái lễ tụng kinh của chùa, chưa bao giờ tham gia. Mình thì mình hạn chế nói ở trong phòng kia nha. À, trong phòng, ở trong phòng mình nghĩ là lễ nghiêm rồi mình sẽ không nói nhiều ở trong. Mình sẽ ra hành lang thì mình hỏi. Tại vì mình không có hiểu, mình không có hiểu cái cách đây. Đây mình nghĩ rằng là mình tránh thôi. Mình không nói nhiều về ở trong cái thánh điện nha. Đấy. Thì bây giờ mình đang đi ra ngoài rồi. Trời cũng vẫn còn đang mưa nè. Mình muốn đi xuống phía sau để nghiên cứu nhiều hơn, không biết phía sau có những gì nha mọi người. Mình cũng đang đi xuống phía sau nha mọi người. Trời cũng đang mưa, mình đi thì cứ đi thôi. Khi mình thấy con mèo. Công viên cây xanh thì rất là xanh mát nha mọi người. Rất là xanh mát luôn á. Công viên phía sau nè mọi người. Là công viên phía sau chùa nè mọi người. Là cái khuôn viên phía sau nè, cái vị Phật nè mọi người. Đó, mọi người thấy không, rất đẹp nha, rất là tráng. Mình rất là thích mấy cái cây xanh cũng như là tiểu cảnh hoa giấy đó. Rất sặc sỡ nha. Đặc biệt ở phía sau này nè, mình thấy có một cái hồ rất lớn luôn nha mọi người. Đây là một hồ rất to nha mọi người. Có nghiêng đồ các thứ nha mọi người. Mọi người thấy không? Không gì phía sau chùa nha mọi người. Hồ nước rất là to. Đi hồi nãy giờ mình đi ướt hết tóc, áo cũng hơi ướt rồi nè. Mình thích thì mình đi thôi nha mọi người. Ở đây có một cái đường băng ra ngoài kia, ngoài chùa nha. À, cầu này là cầu An, cầu Viên Âm nha mọi người, cầu Viên Âm. Nước thì hơi cạn một chút, nước hơi cạn. Cái này mà nước cao lên đẹp lắm ha, có mấy con vịt nè mọi người, mấy con đất nè. Mấy con vịt.
đây thì có một cái con màu khác nữa nha mọi người. Đây, con cái đường đi qua cái hồ tới một cái chỗ này là gì đây, cái điện nha, cái này người ta gọi là điện thiên. Mình lên lại gần xíu đọc mấy này phải cho chuẩn nha mọi người. Điện thiên thủ thiên nhân nha mọi người. Đây, mọi người thấy không, điện thiên thủ thiên nhân nha mọi người. Cũng có mấy cái anh chị cũng đang chụp hình đó, thấy cái thư check in trên khẩu nè mọi người, rất là ok luôn nha, rất là đẹp luôn. Thì mình ngồi đây ngắm mưa nha mọi người, không biết anh Quang Huy đi đâu rồi, mình ngắm mưa. Nói chung cái cảm xúc của mình là như bao nhiêu cái clip khác thôi, đi tới chùa thì đã chữa lành được tâm hồn nha mọi người, chữa lành cũng tâm hồn cũng khá nhiều nha. Thời tiết thì hơi nóng nha. Bây giờ anh Quang Huy cũng đã xuất hiện rồi mọi người. Đó, anh Quang Huy cũng đang đi tới nè. Đó, anh Quang Huy đang cũng đang giúp đỡ mọi người chụp hình nè. Quang Huy cũng đang rất là nhiệt tình luôn nha mọi người. Anh kia anh chụp chính á, em quay phim không ạ? Thụ Archie được hôm nay, Thụ Archie mình cũng may mắn gặp anh Đằng Kiều nha mọi người, một người anh nha mọi người. Thì anh này là anh hát cho chùa luôn hả? Đúng rồi. Anh vừa chạy dịch vụ xe hát cho chùa, cũng như là anh làm về bên cái bán những cái gói mà internet á. Ví dụ như em này nè, nếu như em muốn mua là anh sẽ dùng những cái gói cho em và chạy nhanh mà không có giới hạn, cả ngày cả đêm luôn, nó rất là phù hợp cho em. Thì là em là làm bên YouTuber đúng không? Dạ, đúng thì em đi quay ra cái cảnh về chùa Như Ý. Đúng rồi. Thì cái cảnh chùa đây thật sự rất là tuyệt vời, tại vì nó cũng rộng lên là mấy mẫu luôn á. Anh cũng hay là thỉnh thoảng hay đến đây rồi cũng như là viếng thăm chùa đó. Thì chùa này anh cũng đến quy y ở chùa này. Thì chùa chủ trì là thầy Thích Chiếu Hiền ha. Thì thầy cũng rất là đồ và rất là dễ mến, thật sự rất là đông ở đến đây. Thì thực sự ra nói thì đây cũng có một cơ duyên. Thì anh em mình lại gặp nhau đây. Đó, anh rất là vui. Ok. Như Thụ may mắn, hôm nay rất là may mắn khi được gặp anh Bằng Kiều nha. Thì mình là một cái người đi lang thang nhiều nơi mà. Thì hôm nay được ghé thăm Như Ý. Đây là lần đầu tiên mình ghé thăm chùa Như Ý luôn. Đó, có cái anh Quang Huy á, anh Quang Huy dẫn đi mới biết được chùa Ý. Ngôi chùa rất đẹp, rất là hoành tráng, rất là khang trang luôn. Với lại chủ trì ở chùa này là Thích Chiếu Hiền. Đúng rồi, thầy rất là đức độ lắm. Đúng rồi. Rất là nhiều Phật tử đang hay tới đây. Tại vì tối hôm kia là ở đây tổ chức, nhưng mà anh là hát ở bên chùa Tân Lâm và chùa Đại Phước ở Lâm Sa đó. Em thấy như có dịp em chạy qua cái chùa Đại Phước bên chỗ Lâm Sa đó, ở ba Lâm Sa đó. Thì em sẽ đến đó cũng hay, ví dụ như em tương tác cũng như là để mà đi chùa này chùa kia viếng thăm, rất là tuyệt vời luôn. Và tối nay là chương trình anh hát là ở chùa Xuân Tây ha, là có live stream trực tiếp luôn. Tối nay là chùa Xuân Tây hả? Đúng rồi, có live stream trực tiếp luôn.
thì bên... em có cơ hội là em tới đó luôn, tại vì của Media Đồng Ai á, nó truyền hình trực tiếp luôn thì tối nay em sẽ đến đó và anh cũng em sẽ xem anh biểu diễn luôn, anh sẽ hát một bài là Tây Du Ký, anh sẽ múa gầy cũng như là nhảy múa các thứ luôn đó. Được rồi. Ok, mình lại thấy một có một cái chương trình rất hấp dẫn. Thông thường cái chương trình này khoảng mấy giờ là bắt đầu anh? Bảy giờ là bắt đầu. Bảy giờ bắt đầu đúng rồi. Em vào Google em gõ là chùa Quảng Vân nha, là nó sẽ chỉ tới ở gần đây không anh? Thì nói chung cách đây cỡ qua bên anh hả, chắc cỡ mười mấy cây số á. Mười mấy cây số đúng rồi. Dạ ok, thì nói chung cũng ok đó thì ok đó thì, có cơ duyên thì hôm nay có cơ duyên gặp anh Bằng Kiều ở đây thì biết đâu một ngày nữa mình làm ca sĩ giống anh nữa. Em cũng thích hát lắm. Ok, I am Bằng Kiều ha. This is singer. I'm singer. Tonight I will sing the song in the Quảng Vân Pagoda. I invite everybody come there to listen me and everybody, and maybe this today they will operator for the live stream, you know. So they will you can see in the fan page maybe I don't know exactly the name, maybe Đồng Nai Media or Quảng Vân Pagoda fan page, I don't know. Okay. But you can connect with me, I will give for you the information about that. Bye, see you. See you again. Maybe another time I will introduce with him about that. I talk about. Thank you so much. And if you need me, you know, because I am a driver too. If you need me, you can call me. I reach my phone number. 0988 9852. Okay, thank you so much. Okay, bye bye. Một ví dụ như Thụ Chi là một trong những người ở nước ngoài nhiều nè, nói tiếng Anh không bằng ảnh đó. Rất là ok, thank you anh nha. Sẽ tại cái kênh em ở anh em Philippines có nhiều nè. Ok, hello Philippines. Maybe maybe another time he will come here, I will talk English with him. If you don't know something, I will introduce for him. Maybe go somewhere to visit the scenery. Yeah, you can see the two people, the singer. Yeah, she's very beautiful, right? Yeah, if you like to make friends with the girl Vietnam, you can call me, okay? I like it. He likes so much. Okay. I also, this is a good day. So I say thank you for everybody watching for the... cái gì? I don't know. I don't know the name. Okay, thank you. Maybe see you again. Okay, bye bye. Thank you. Hè tối nay nếu như em có duyên cái dịp thì có thể gặp anh, sẽ biểu diễn và em sẽ quay luôn tuyệt vời luôn. Nó làm cái nó rất tuyệt vời đó. Nếu có duyên là em sắp xếp được thời gian là em lên tối nay luôn. Lên đúng rồi, tại vì nó 7 giờ, tầm 7 giờ mấy anh sẽ biểu diễn, em hiểu không? Đó, rất vui luôn. Ok, vậy đi nha. Rồi chào chào em nha. Bây giờ rồi chị. Chào nha. Đó. Chị chị dâu kìa. Rồi. Chào nha. Đúng rồi, đây là MC luôn. MC cho dẫn chương trình đó. Rồi MC nói cho tuyệt vời rồi. Anh nói hết rồi, em phải rồi. Xin chào đại gia đình. Hôm nay chị em hãy có chút thời gian để đi đến một nơi rất là linh thiêng, đó là chùa Như Ý, để văn cảnh nơi đây. Tại vì cái hôm mà đại lễ thì bận quá không đi được, cho nên hôm nay cố gắng tranh thủ trước khi ngày rằm. Làm sao đấy, vừa nói mình về quan cảnh ra đây nó thực tế hơn đúng không ạ? Rất vui gặp em trai làm phóng sự tại nơi này. Chúc em trong thành công trong mọi công việc và lĩnh vực nhé. Đầu tiên em cũng cảm ơn chị rất là nhiều để cùng anh để đóng góp cho em một những cái clip cũng như là cũng giới thiệu cho em về chùa cũng như là những cái cảm xúc của anh chị khi đến đây, thì đó em rất là cảm ơn luôn nha mọi người. Thì mọi người nhớ anh ca sĩ Bằng Kiều nha, và chị MC nha, và chị Châu. Chị hay đến đây lắm. Và ông anh của anh á là ông cũng làm YouTube giống em, thì anh sẽ cho em sinh hoạt hai bên kết hợp, hỗ trợ nhau tương tác.
ông em vào kênh Hoàng Lê Xuân Vlog á, là ông cũng làm bên cái đó. Rồi cái gì hai mấy tương tác nhau hỗ trợ nha. Ok. Bye bye, chào cả nhà nha. Chúng ta chào nhau tại đây. Trong gia đình, công việc, cuộc sống, mọi thứ là sẽ được như ý muốn nha. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn anh. Ok, bye em. Rồi ok, vậy đi, bây giờ lấy cái số điện thoại để em tắt đi. Hai anh chị rất là vui đúng không mọi người? Mình tới sẵn rồi nha. Hoa giấy, mình thích mấy hoa giấy lắm nha. Nhất là mùa nắng, hoa giấy đẹp lắm. Đây, không biết anh Quang Huy đi đâu rồi. Có khi xuống mấy chỗ mấy con đớt nè, nó dịch nè. Ở đây có một cái trái dừa khô. Trái dừa khô. Thấy không? Đây mình đã thấy anh Quang Huy rồi. Đây mà. Trời vẫn còn 55 mưa nha. Anh Quang Huy nè. Hôm nay cũng là một cái ngày thời tiết nó hơi tối nha, chất lượng video nó cũng không có chuẩn lắm, không chuẩn chầm chầm. Mình không biết sao chứ mỗi lần đi chùa là trời nó tối tối. Chùa còn rất là nhiều cái chỗ rất là đẹp nha mọi người. Vị Phật nằm ở trong đá nè mọi người, thấy không? Phật tổ. Khuôn viên chùa quá rộng luôn mọi người, thấy không? Rất là đẹp luôn đó mọi người. Ở dưới đây thì hình như có vị Phật nằm nè mọi người. Có vị Phật nằm ở dưới đây nè. Đây. Ở đây thì có một vị Phật nằm nè mọi người. Wow. Rất tuyệt vời đó mọi người. Đây là một cái chốn thanh tịnh nè. Tu không tu ở đây thì tu ở đâu mọi người à? Đây. Mấy trái xà chín rụng quá trời nè. Mình đi trễ quá. Chứ sớm hơn là mình chôm trái xà mình ăn được. Clip này thì mình cũng đi khá nhiều nha mọi người. Chùa rộng quá, đi quảng hết luôn á mọi người. Mấy cái clip mà mình làm ở chùa á, thông thường mình sẽ hơi trầm tĩnh một chút nha mọi người. Cũng như mấy cái nơi cung khác thôi. Mình trầm tĩnh khi làm những cái vị trí ở chùa. Tại vì mình tôn giáo mà. Tôn giáo mình nên mình rất là tôn trọng những cái việc, cái nơi uy nghiêm tôn giáo. Còn mình chỉ hài hước ở trong những cái video đi rẫy, đi vườn rồi thôi nha mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe kênh của Thụ nha.
ghê luôn. Mình rất là thích cái hồ mát quá đã luôn. Hoa này lạ quá mọi người. Hoa gì được ta? Giờ anh Huy anh dẫn mình đi ăn cái tiệm bún cái gì ta? Chả giò cá. Chả giò cá 179 ở Bà Rịa nha mọi người. Đó, thì nghe nói là đây là yêu cái món mà ngon nhất, chả giò ngon nhất ở khu vực này luôn. Rau nè, mọi người thấy chất lượng không? Xanh tươi quá đẹp luôn. Mọi người nước chấm nè, đỉnh cam. Đó. Còn ngon. Còn ngon. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Mình thích ăn rau không? Ăn rau thì mình không cần phải gỏi gì đâu, ăn không cũng được. Ngon lắm. Mình chả giò, chả giò cá ra. Chả giò này làm bằng gì anh Huy? Cái trích đúng không? Ok, mà ngon luôn. Thì mình lấy lên một cục lên mình trộn thử coi. Khu da nóng quá mọi người ạ. Nóng quá, nóng chiên xong. Nóng quá. Mới chiên xong rất là nóng luôn. Thử cái vị của chả giò này như thế nào nha. Ngon. Mình cứ nghĩ phải cuốn nó lại. Bỏ rau nè. Mình thì thích ăn mấy cái rau thơm này nó ngang mọi người. Cá nè. Nhưng mà rau thơm cũng ngon. Ở đây được đặc biệt là ở đây có trái vả nè mọi người. Cái bên này là trái vả nè. Ăn nó cứ chét nó rất là ngon nha. Có thêm một xíu xoài nữa. Thêm một xíu xoài. Ở Việt Nam được cái là rất là nhiều rau nha mọi người. Đó. Giờ mình bỏ phần cách thức của mình lên. Như vậy thế này và mình cuộn lại thôi mọi người. Đó. Mình cuộn hơi xấu thì mình bỏ thêm một cái này nữa cho nó đẹp. Nó dày đẹp mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nè, đó đã. Chấm vô chấm mình khuấy đậm lắm. Mình là một trong những người rất là khuấy đậm nha. Người thấy không? Cây cay, ngọt ngọt, chua chua nha. Hòa quyện nhau có cái độ béo của đậu phộng nữa mọi người. Rất tuyệt vời luôn á. Ok. Ngọt. Mình chấm phải đậm như vậy ăn mới đã rồi mọi người. Thôi được rồi. Khấn thì chết. Trời, anh Huy cũng ăn nè mọi người. Anh nhớ cái mặt thấy ghét mọi người. Biết nữa mà nhìn cái mặt ăn thấy ghét rồi. Cái này thì nó thuộc quốc lộ 56 nha mọi người. Quốc lộ 56 Bà Rịa nha. Qua Bình Ba đi đây Bình Tàu đó mọi người. Đi ngang đây thì ghé ăn. Ghé nhiều. 179 nha. From the mountains to the shore. Seen it all and so much more, but still I feel like I'm forever alone. I've walked the streets in Paris where love is on display, but my heart it still feels empty as I rustle and bustle in the chaos and the fight. I'm just a wandering soul trying
trying to find my home. Oh, I'm a wanderer, a lonely traveler, no destination.